đấy đâu. Ừ, có anh rồi. Ừ, em quen dùng giải. Anh sắp bót cho Ngọc uy tín luôn. Bó đi. Ô, băng chụp kìa, băng chụp kìa. Làm gì đấy? Thằng này bị điên rồi. Giết nó. Ôi giời ơi, nó bị điên rồi. Nó bị điên rồi. Vãi cả Lộc. Phải chấm Lộc. Quá, nghĩ sao thì kêu Lộc. Tạt rồi, anh Khải tạt rồi. Xin đấy. Đá ít thôi, cảm ơn cô Bitra sao nhá. Chơi đồ ít thôi. Mà Lộc chơi bờ gai hay quá. Đỗ Lan, thấy hôm qua Lộc chơi bờ gai hay quá kêu Lộc. Muộn, mặt cười rất nữ. Chào Lan nhá, chưa đi ngủ à em? Ngủ sớm đi cho xinh gái em ơi. Thầy mới biết lát bà cố luôn mà Ngọc ép mình mới biết đó trời. Có thấy lát đâu. Trời nó nếu sợ quá thì áp ca đi cái. Lần đầu xem live. Trời khai không khai xem suốt lại trời. Còn lần đầu nữa không. Ô. Thế kìa. Ô thôi em tọt rồi. Ô thôi anh cái. Em hết giải rồi tha đi. Mác giải đâu mà bắt dùng hoài vậy. Xin đấy. Ô cái đầu ơi là cái đầu. Chơi game chết thì bình thường thôi, chết mà cay. Kéo tật quá anh em ơi. Lâu hôm nay chơi Grack nó vậy ạ. Chết bình thường sao hôm qua em chơi Village chết thôi nói gì. Ngọc Quý. Bao giờ đâu, báo bao giờ đâu. Thầy em chưa bao giờ em chửi đồng đội luôn anh Khải. Chưa bao giờ em trách đồng đội luôn á. Anh em không nói có vậy anh Khải. Vậy sao. Chưa gì nữa. Ừ. Ngoan quá. Ngoan lắm. Chẳng ngoan nữa kìa. Ờ, hút Violet ra. Đâu? Kéo dính không? Ủa kìa, đi con mẹ. Tăng luôn. Cáu đấy nhở. Thằng bé này phải chết này. Nghĩ đi. Thằng này phải chết. Thằng này không thể sống được. Cắt tay. Nghĩ đi. Ok, lọt khe. Nghĩ đi. Trần Nguyễn Khánh. Đấy, lại học rồi. Thế luôn có câu nào học nốt đi anh Khải. Trời ơi. Đòi ăn này. Trời ơi trời. Thì đúng quá. Tập hợp. Thằng lồn Violet. Đúng rồi, kéo một support đúng. Rồi, kéo một support thôi, đừng kéo vào đây nó. Em chào Trí. Nó nhảy ra nó đỡ luôn á. Chào Trần Linh Hoàng, em chạy đây. Xin vĩnh biệt. Đỡ dụng cái trời không, ơi trời. Không, tha đi. Đây, 450 thằng nó vào đây. Ơi. Nó gửi con nè. Nó đang gửi con. Dạ, nó đang gượt. Phú Châu, kéo như tật. Cây vậy đấy. Sao mọi người cũng coi thường mình nhở? Mình đang tạo độ khó cho game đấy. Cái bài đấy, xong rồi tí nó mới lật kèo. Đấy, thấy chưa? Đi hết máu rồi. Bắn đi! Con không bắn nữa. Bắn cái gì? Nó bắn chết. Con rồi nè. Thằng Bio nó thì không ai thèm chơi. Riêng cho trời đúng á, mệt luôn rồi. Còn em. Có một chấm máu mà kêu quay lại thì quay lại thì sao? Nhìn kìa. Ôi trời ơi. Xin đây. Cáu đấy, ở chẳng nhẽ lên mẹ phép anh em. Thề luôn á. Ăn dòng đi. Cảm ơn Lô chị yêu. Các bạn ra đài nha. Làm ơn. Đạt 09 này đâu mọi người, mình là đạt 09 này. Đánh ngu là còn đòi đi AD nữa. Thà anh đi support cho em còn có lợi hơn đó anh Khải. Thầy. Ủa, đứa nào giành vậy? Vãi cả giành, người ta pick trước không là mất thì sao, vẫn đổi được mà. Vũ Thành Lộc, đổi trận này tội anh Khải quá. Sao lại tội anh Khải? Anh Khải sai rồi. Tìm đây. Này còn không bắn nữa, sợ nữa. Dạ, tấn đầu con lính nó chết, chủ nó bắn. Thôi đừng lý do nữa. Nếu sợ quá áp ca đi anh Khải. Hiểu lỡ mất, nói chuyện về mất ông đầu hói đi chị. Thôi em, chị có biết gì về đầu hói đâu, bảo chị dạ, nói chuyện đầu hói. Chị, mà... tỉnh chị lắm, ơi. Học tỉnh lắm anh em. Ai ạ? Trời cái dính hay quá chị ơi. Ôi chị đánh hay lắm em ơi. Chị đánh chất lắm. Bắn đi em, bắn đi em, đừng sợ em đây, con bay ôn em. Ô kìa. Vãi. Nó chết rồi, vãi cái gì nữa. Em Khải
để nhờ ai chơi đúng không? Em nói thật đi. Chỗ quen biết. Ê, ê, ê,